Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Mua TV. Giờ là mình Minh Mua TV đây. Lấy bro làm vít lấy vô luôn. Bro bro làm video lấy vô luôn. Cơ làm video lấy vô luôn nhá. Cơ bắt đầu quấn nha mọi người. Các bạn quấn cái con mai này nó sẽ rơi nhưng một cái nguyên liệu đó chính là cái nốt thép để các bạn chịu hồi được cái thằng người ta cái thằng vô luôn á. Thấy mình một mình gánh nghe tí nữa một mình tôi gánh thôi. Oh my god có hả? Từ 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 mình lấy cây bottle ra cái. Oh bạn gái gì chỉ mình đây này. Ngon rồi các bạn ơi, ngon rồi. Để cuối này luôn quýnh. Cần phải trang bị kiếm rồi các bạn ơi. Ghi mà xuống đất nè, đập xuống đập nè. Chép lót ba mình đã khi mà cài lên được lên mắt mình đã quyết định ăn chép lót ba các bạn ơi. Ôi. Hướng mình đâu ra vậy ơi, quá trời vậy, quá trời anh đi vậy, quá trời anh đi nó có cứu mochi nó kìa ơi, ơi cứu mochi nó kìa, từ mình lấy vỏ ra các bạn ơi. Mày ủa cho nó quấn là cứu nó coi ghim nè. Mình sẽ đợi bạn này tạo sinh vật VIP cho mình vô nha mọi người. Đấy là mà mình vô sinh vật VIP ấy. Đấy, bạn ấy bắt đầu tạo này. Rồi. Mình nhiều bản quá cũng khổ các bạn ơi. Ủa bạn ấy ao rồi. Sao ao vậy fan? Ủa bạn ấy sống chưa nó lóc nữa ta? Đâu rồi? Ê. Quấy, à bé trực tiến lại nè. Bé chơi liên thủ silver của bạn Khang. Ồ, silver viết thật này. Yeah, silver viết đi các bạn ơi. Còn lấy tôi ở đây đi. Chỉ còn lấy tôi ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Ở đây, 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 ở đây. Ồ, quên mình tập cá mà sợ gì vậy.
Tôi đọc kém mà tôi còn sợ nước nữa các bạn ơi. Ok, mà nó vào được si và vip rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với cuối này. Mình sẽ dùng cái mình mới cũng được cái vỏ bo này nè, không biết nó may này. Không ra rồi, đây nè, ô ra hả? Ok, gửi xíu tôi chịu hồi đi bạn, chịu hồi đi bạn, chịu hồi đi. Mà mình không biết là hai bạn là hàng xóm nhau, sao bạn khen mấy lâu chịu hỏi nha. Đó chắc là cũng gần hết rồi. Hôm trước mình đánh cái con Mr. Beast các bạn, mình lên lên vào mắt thì mình có đánh con Mr. Beast thì nó cho mình này.
Khi để biết xe buýt rất là ố về luôn. Ồ, có rồi. Gì? Có rồi, tràn không? Có rồi, bốn đường luôn. Và ăn cái sĩ tràn đúng không? Nãy giờ, có hạt kêu lên sếp của mình, nó ngồi xuống luôn các bạn ơi. Rồi, tụi mình khống chế của boss lắm luôn á. Anh nghe là cái sĩ tràn. Tụi mình khống chế của boss dữ. Làm cái clip này mình rất là cảm ơn hai bạn ấy nha, vừa tốn nó bức tạo nhưng mà vừa tốn công giúp mình lấy ra vô ru nữa. Thật ra các bạn có thể chay vô ru với tất cả mọi người nhưng mà hai bạn ấy khá là quý ra vô ru ấy, nên làm có chay được. Nhưng mình đang nói chuyện điện thoại nên là khá là ồn ấy. Chắc lớp 3 khá là mạnh nha, nhưng mà mình khuyên mấy bạn mới lớp á nên chơi mấy cái trái lửa hoặc là trái ăn hoặc là trái tuyết á, nên là thì thay khá là dữ á. Còn nếu như mà các bạn level vào mắt rồi, các bạn có thể lựa những trái ngon ngon mà ăn như là chắc lắm.
rồi Không biết hả? rồi Có mẹ bắt đầu chịu hồi tiết rồi đấy. Còn thì có kỹ năng điện là chắc là cũng không biết rồi chứ. Tôi sợ ban kêu luôn. Đã thường thấy, đã thường thấy cái đó là đúng không, chị quay rồi đó. Đó là gì? Ông không biết làm gì không chạy vô à? Mày Đúng mày để dùng thử cái loạn cái vợ thấy nó bằng cái loạn vô thì phải không hả? Cái tiếng nó mắc cười không các bạn, sắp xong rồi bạn ơi. Vậy thôi vô ẩm á. Rồi không ra Này hả? kìa, nhỏ xíu bạn ơi, Chắc tôi mà lại tôi nhận dấu phép sẵn ngày, sẵn ngày mê ly với sim luôn, sắp được 4.000 sim rồi. Tôi mua một cái Game Pass X2 Money mới được. nó chặt thẳng ở trên giường luôn mà mày có bị bơm lên chưa ta? Thôi Có gì chưa quên mà ở đâu anh xem thôi. Nè em ra cái Zalo cho tao đi, tao không muốn ký vào video mấy ngày á. Trời ơi, nhiều quá vậy. Rồi đấy, hai bạn nó di chuyển liền các bạn ơi, sao bạn hả? nhanh thật sự đấy, riêng của tôi đấy, uy tín chưa, quá là uy tín luôn còn gì nữa. Không, các Sao bạn bạn khi video không ngại cho bạn này một like nha, cho hai bạn này like nha kìa kìa. đấy. Cắm cái hoa đó thường hơi ở bữa kia dạ khoan ra không ra đang luôn đâu, không 47 rồi đấy, tao 48 49 gì rồi trời. Vô luôn rồi hả? ủa đâu vô luôn mày hái đâu thế sao lại nó tốt nha chứ gọi mấy kia nó làm gì là thôi ở bên đây nè, mua bốn hai thằng kim màu hả? Trời, mua hai kim màu mà xem mình sẽ lại mua bốn màu tốt hai thì cây nhiều luôn, chứ không phải là trời và thử lại ra thế nhiều, thử lại trùng thế nhiều nha. Đó một một cái gà ô hình ra được một tiếng này. Mày 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 nói gì? Ồ, đi xô Chứ nữa dùng mày hoài luôn. không biết mày Ủa mình phải chừng màu hoài các bạn ơi, hoài luôn ấy. Thôi ra một hết rồi không friend wait.
Ok, ra vòng mới này. Giờ mình sẽ về slot 3 Bảo cái bộ có random. Tôi có Euro rồi mà. Bye.